Rồi nào, đáng giá để trải nghiệm, worth, tức là đáng giá, và cái từ này là trải nghiệm, experience. You can find roller coaster in most amusement park around the world, but some are more extreme than other. Bạn có thể tìm thấy tàu lượn siêu tốc ở khắp ở hầu hết các nơi, các công viên giải trí trên thế giới, nhưng mà có một vài cái thì cực kỳ tuyệt vời. Rồi, chúng ta có A này, Ferrari World ở Abu Dhabi UAE, tiểu các vương quốc Ả Rập thống nhất, đúng không? Rồi, if you have a need for speed, you will love the Formula Rossa at Ferrari World. Nếu bạn là người mê tốc độ, bạn sẽ thích cái Formula Rossa ở Ferrari World. Nó là tàu lượn siêu tốc mà phát tịt nhất trên thế giới. Phát tịt là nhanh, nhanh nhất trên thế giới. Nó đi với tốc độ 240 cây số trên giờ và có rất nhiều cái ben là khúc cua. Ghi vào, ben là khúc cua, khúc cong. Cái nào không biết thì ghi nhá, ben là khúc cua này. Cái nào không biết thì ghi, nghe cô dịch. Thực sự thì nó quá nhanh đến nỗi mà bạn cần phải đeo kính bảo hộ, put on là đeo vào, đeo mặc. Speed là tốc độ, con ghi bên dưới cũng được. Speed là tốc độ, ben là khúc cua nha. Rồi safety là an toàn, glass seat là kính, kính bảo hộ, kính bảo hộ, kính bảo hộ. Đây, cái này này, những cái từ này này. Protect là bảo vệ, protect là bảo vệ, protect là bảo vệ. Track là đường ray, đường ray. Ride là đi, đi đạp, cưỡi. Vanish là biến mất, underwater là dưới nước. Ok, ghi vào để chúng dịch tiếp. Nhìn thấy không? Rồi. Đeo mặc, đeo hoặc mặc. Rồi, đấy, ghi vào để dịch tiếp. Gãy chân rồi, vẹo cổ rồi, sao cũng mỏi hết người này. Biết xong chưa? Rồi, dịch tiếp. Cô dịch lại cho mà nghe. Ferrari World ở Abu Dhabi UAE. Nếu bạn là người mê tốc độ, bạn sẽ thích cái Formula Rossa ở Ferrari World. Nó là tàu lượn siêu tốc mà nhanh nhất trên thế giới. Nó đi với tốc độ 240 cây số trên giờ và nó có rất nhiều khúc cua. Thực sự thì nó quá nhanh đến nỗi bạn cần phải đeo kính bảo hộ để bảo vệ mắt của bạn. Rồi, qua bên này. Cosmo World ở Yokohama, Japan, Nhật Bản. Có 32 cái địa điểm thú vị ở Cosmo World, nhưng mà cái Vanish là độc đáo nhất. Cái Vanish có nghĩa là biến mất, là tên danh từ riêng thôi. Vanish là tên của cái tàu lượn siêu tốc á. Cái tàu lượn siêu tốc này, đường ray của nó là dài 2440 feet long, tức là dài 2440 feet và gì, nó đi trong vòng 2 phút thôi. Nó là tàu lượn duy nhất trên thế giới mà biến mất dưới nước, dưới đường hầm dưới nước. Nó rất đáng sợ và rất ẩm ướt. Ok, scary, đáng sợ, ghi vào, đáng sợ. Rồi, wet là ẩm ướt nhá, được chưa? Cô dịch lại. Cosmo World ở Yokohama, Nhật Bản có 32 địa điểm vui chơi ở Cosmo World, nhưng mà Vanish là độc đáo nhất, unit độc đáo. Cái tàu lượn siêu tốc này, cái đường ray của nó dài 2440 feet và nó đi trong vòng 2 phút. Nó là tàu lượn siêu tốc duy nhất trên thế giới mà bạn biến mất vào trong đường hầm dưới nước. Nó rất là đáng sợ và ẩm ướt, được chưa? Lên đây viết cái này vào cho cô. Câu 1 trả lời câu hỏi số 1. Nghe người ta đọc đã. Rồi, nghe máy nó đọc để mà bắt chước mà đọc theo. Nhìn lâu dữ, cha nội. Rồi, nghe máy đọc nha. Cái này phải không? Rồi, nghe máy đọc. 6A. Exercise 1. Page 104. Rồi, nghe đã chưa?
việc là đã. Worth the experience. You can find roller coasters in most amusement parks around the world, but some are more extreme than others. Ferrari World, Abu Dhabi, UAE. If you have a need for speed, you'll love the Formula Rossa at Ferrari World. It's the fastest roller coaster in the world. It goes up to 240 kilometers per hour and has lots of bends. Actually, it's so fast that you need to put on safety glasses to protect your eyes. Cosmo World, Yokohama, Japan. There are 32 fun attractions at Cosmo World, but Vanish is unique. This roller coaster's track is 2,440 feet long, and the ride lasts 2 minutes. It's the only roller coaster in the world where you vanish into an underwater tunnel. It's very scary and very wet. Làm bài tiếp theo là bạn Thiện. Rồi, câu số 2 con ghi cái tàu lượn. Tức là mình có AB này, A là ở UAE, còn B là ở Nhật Bản á. Ở UAE là dài như tàu lượn siêu tốc mà dài là gì? Nhanh nhất thế giới. Còn ở câu B là tàu lượn siêu tốc mà nó biến mất dưới nước. Rồi chúng ta coi. Một nhá. Bạn cần phải đeo kính, đeo thiết bị đặc biệt. Bạn cần phải mặc thiết bị đặc biệt là cái tàu lượn nào bạn phải đeo thiết bị đặc biệt. Đó là ở UAE cái nhanh nhất ấy, bạn phải đeo kính vào chứ không bạn hỏng mắt ấy. Bảo vệ mắt ấy là bạn ghi A vào. Câu số 2, bạn đi với tốc độ cực kỳ nhanh luôn, là A luôn nhá, nhanh nhất thế giới đấy. Ở UAE đấy. Bạn disappear là biến mất. Ghi chữ này vô, disappear là biến mất. Cái nào bạn biến mất? Đó là B. Biến mất dưới nước. Rồi, bạn đi ở những cái khúc cua mà cong. Đó, những con đường cong, đó là A. Được chưa? Ghi vào. Rồi, số bài dưới, what do the number stand for? Những con số này tượng trưng cho cách gì? Ghi vô 240 là cái gì? 240 là tốc độ của con tàu lượn, của cái tàu lượn siêu tốc ở UAE. 32 đó là địa điểm vui chơi, ghi vào. 2440 là chiều dài của đường. 2 đó là 2 phút, ghi vào nhá. Ghi vào đi. Rồi xuống bài dưới. Qua bài bên này đi. Viết cho cô này, viết cái chữ viết từ mới vào vở này. Viết đầu viết tùy. Places of entertainment, nơi giải trí, concert hall, buổi hòa nhạc, circuit, rạp xiếc, exhibition center, trung tâm triển lãm, theater, nhà hát, stadium, sân vận động, sea clouds, xem chú hề, acrobat, người nhào lộn, classical music, nhạc cổ điển. Chép vô. Chép vô vở đi. Chép nhanh nhá, để nhà luyện chứ có thời gian đâu. Rồi bạn này. Bạn này chia viết cái gì? Thì chia thì. Nào nhanh lên. Bài thơ của bạn nên được viết bằng tiếng Anh. Should be written, bị động, nhanh lên. Làm đi.
Chơi xong chưa? Nào, câu số 2, ngày chiều ngày hôm qua, bố tôi, sao bố tôi được sửa được? Chủ động kêu bố tôi là người mà. Bố tôi đã sửa cái xe ô tô của xe máy của ông ấy trong khi mẹ tôi đang nấu ăn. Quá khứ. Mà có từ ngoài này chắc chắn là hai cái này là quá khứ tiếp diễn. Chủ động không có bị động nha, tùy không bị động. Chủ ngữ này thì những người không thể bị động được. Đó là word fixing và word cooking. Đó là quá khứ tiếp diễn diễn tả một hành động đang xảy ra trong quá khứ đấy. Rồi, nó là một vấn đề nghiêm trọng, tôi không biết nó có thể được giải quyết như nào. Nó là vật bị động. Bị động của can là can be. Nhá. I don't know how it can be so easy. Giáo viên ra lệnh cho Tom đi tới bảng đen. Tôi đề nghị mà này order của tâm ngữ cũng chui như tên nhé, chui đâu. Tôi học bơi khi mà tôi còn nhỏ là quá khứ rồi. What? Là sao nữa? Tôi được dạy bởi bố tôi, bị động của quá khứ. Rồi. Tiếp theo, anh ta nói rằng mẹ anh ta không có khỏe. Nói rằng là quá, đây là câu tưởng thuật thì chắc chắn đây là phải quá khứ, rủi thì quá khứ rồi. Là động của tôi bị quá khứ là what hoặc là were. Mà từ chữ ít là từ what mà chúng nó là what the. Tiếp theo, vì thế anh ta không thể đi việc tiện được. Đây là quá khứ luôn, là tha thể hình khúc nhá, khúc đần câu chứ là bản tính. Rồi, ngày hôm qua quá khứ này. Khi mà tôi gặp Jock và Linda ngày hôm qua thì chúng tôi đang đi bộ trong công viên. Bên này là quá khứ đơn, bên kia là đang và tiếp diễn. Tiếp diễn. What were là được là động từ thân hình ấy, tiếp diễn là quá khứ đơn. Là were walking nhá. Rồi câu số 8, there is somebody, có một ai đó đang đi sau thì chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi bị theo sau. Chúng tôi đang bị theo sau, là we are being following, bị động của quá khứ tiếp diễn không? Rồi Paul nói với tôi rằng anh ta sao thức dậy và cảm thấy ốm. Quá khứ này, à đây là câu này, là câu tuần thuật ở đây quá khứ. Quét chuyển hình cột 2, W O K E A chuyển hình O. Rồi anh ta, đây là quá khứ luôn đó cô. Khi mà con thấy tuần thuật là chắc chắn là quá khứ, có thể nào là hiện tại. Có thế nào? À, ông của tôi là một thợ xây. Ông tên đã xây cái nhà này nhiều năm rồi. Ở câu là quá khứ đơn nhá. Chủ ngữ là người, cho nên là câu khẳng định. Rồi bạn Thiện đọc cho cô. Places entertainment. Places entertainment. Places entertainment. Concert hall. Concert hall. Concert hall. Circuit. Circuit. Exhibition. Exhibition center. Center. Exhibition. 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 Exhibition center. Theater. Theater. Stadium. 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 Sea cloud. Sea cloud. Acrobat. Acrobat. Classical. Music. Classical music. Rồi, đọc nào. Amusement park. Công viên giải trí. Amusement park. Concert hall. Concert hall. Concert hall. Concert hall. Concert hall. Circuit. 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 Exhibition center. Exhibition center. Theater. Theater. Stadium. Stadium. Rồi số 1 là công viên giải trí, số 2 là buổi là hòa nhạc, buổi hòa nhạc, số 3 là rạp xiếc, số 4 là trung tâm triển lãm, số 5 nhà hát, số 6 là sân vận động. Bây giờ chúng ta bài dưới này.
Nghe máy đọc ạ. Rồi, nghe máy đọc. Exercise 4, page 105. One, amusement park. Two, concert hall. Three, circus. Four, exhibition center. Five, theater. Six, stadium. Okay, bài dưới này con. Chép. What can you do? Bạn có thể làm gì trong cái nơi bài số 4? À, chúng ta có những hành động. Attend a performance là đi xem trình diễn. See a sport event là đi xem sự kiện thể thao. Listen to classical music là nghe nhạc cổ điển. Go on a roller coaster là đi tàu lượn siêu tốc. See clown and acrobat là xem chú hề và xem người nhào lộn. See a robotic exhibition là xem triển lãm robot. Rồi, you can go on a roller coaster at an amusement park. Tương tự chúng ta sẽ ghi là you can gì đó. You can bây giờ con nói ở công viên giải trí thì bạn làm gì? Bạn có thể làm gì? Đi tàu lượn siêu tốc nha. Ở chỗ hòa nhạc này thì con có thể gì? Nghe nhạc cổ điển. Đây này, listen to classical music. Ok. Rồi ở đâu nữa? Rồi ghi vào đi. Hay là học nhanh hay là ghi từ từ. Muốn học nhanh hay học chậm? Mình đã trễ chương trình rồi. Rồi, you can listen to classical music at the you can listen to class music at an concert hall. Viết vào. You can see sport event. See a sport event. At a stadium. You can see xem chú hề, clown and acrobat. At the circuit, you can attend a performance at the theater. You can see a robotic exhibition at a exhibition center. Được không? Dạ bạn. Happy day.
Karachi. Rồi, khoảng một tuần trước Giáng sinh thì mọi người luôn luôn đặt cái gì? Quất đúng không? Cái này là có quất này, chạm từ usually. Rồi, hết chưa? Rồi vào đó, viết đi. Cái cậu hoàn xong chưa? Rồi, con số bài này nè. Phân khoanh cho. Viết này vô cho cô. Be popular with, phổ biến với, viết là vở. Be famous for, cũng nổi tiếng với cái gì đó. Be fun of, thích. Be afraid of, sợ. Be popular with, be famous for, be fun of, be afraid of. Rồi xong chưa thì anh? Con xong rồi, con khoanh bên này cho cô. What place is popular? Con khoanh vào the which cho cô. Cái nơi nào phổ biến với thanh thiếu niên, với giới trẻ ở khu vực của bạn? Con khoanh vào which. Khoanh như đã lát trả lời. Câu số 2. Con khoanh vào for, famous đi với for, khoanh vào for. Câu số 3, khoanh vào up. Câu số 4, khoanh vào up. Up luôn. Được chưa?
Được chưa? What play is popular with? Rồi, famous for, fan of, afraid of. Ok. Rồi, xuống bài speaking. Bỏ qua đi, cho nhanh. Bài này là bài viết tắt nè con. Chú ý mấy cái từ viết tắt cho cô. Để ghi vào cho cô này. À, cái từ này là see you tomorrow, ghi vào. See you tomorrow. Gặp bạn vào ngày mai nhé. Gặp bạn ngày mai nhé là từ see you tomorrow, cờ u 2 moro đây nè, là viết tắt đấy. See you tomorrow, gặp bạn vào ngày mai nhé. B4N có nghĩa là bye for now. Tạm biệt nhé. Khi mà nhắn tin người ta hay viết tắt. Rồi, TTIL có nghĩa là gì? Talk to you later. Talk to you later. Là nói chuyện sau nhé. Nói chuyện sau nhé. Ok, nói chuyện sau nhé. Rồi, tờ hờ sờ là gì? Thanh đúng không? Cảm ơn á. Thanks, cảm ơn. Ủa phải không? Đúng rồi, thanks, cảm ơn. Tờ hờ x sờ. Rồi tiếp theo, hờ phờ là cái gì? Vui nhé. À, have fun, vui nhé. Vui nhé, chúc bạn vui nhé. Được chưa? Chép à? Xong chưa? Biết lâu rồi, giỏi dữ vậy. Rồi qua bài bên.